Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. Ở diễn biến của tập vừa rồi, sau khi mà anh Sen tìm được Su ở Đà Lạt đi về lại Gia Lai, thì cái bào đỏ này đột nhiên ở đâu xuất hiện cả nhà và đã tiến tới lấy cái vali của Su với em Bông đó cả nhà. Thì lúc này Su đã kịp thời phát hiện và dí theo cái bào đỏ nhằm mục đích, đó chính là lấy lại cái vali của mình. Và rồi trong lúc giằng co lại cái vali á, thì bão đỏ này đã đánh Su. Thì liệu rằng Su có giành lại được cái vali hay không? Thì mời cả nhà đón xem ở tập này nha. Lúc này á thì em Bông đứng ở ngoài đã quan sát hết tất cả những cái gì mà bà đó đang đánh Su đó cả nhà. Vì vậy em Bông đã nhanh chóng chạy lại để thông báo cho anh Sen biết rằng có một đối tượng đã lấy cái vali và còn đánh Su nữa. Sao? Ủa sao Bông không đứng ở dưới đó Bông coi vali mà Bông chạy lại làm gì? Sao có chuyện gì? Có chuyện gì? Sao? Có chuyện gì Bông? Sao có chuyện gì? Chết rồi cả nhà. Bông nói với mình á là có một cái đối tượng nào đó lạ mặt lắm đi tới chỗ Su của Bông lấy cái vali rồi còn quýnh em Su nữa. Cái đối tượng nó ở đâu? Ở ngay dưới đây hả? Rồi dẫn anh đi, dẫn anh đi chỗ nào? Chết rồi cả nhà. Bông nói là cái tên nó ở đâu gần dưới kia kìa nha. Chỗ nào Bông dẫn anh đi Bông? Nhanh lên. À, mình thấy rồi. Cả nhà, Su đang dưới tên nó. Mình thấy rồi. Kìa, cái tên nó kìa. Nó chạy kìa. Mình kìa đứng lại. Đứng lên. Gì? À, Su đây cả nhà. Cái tên nó vừa mới chạy vô đây rồi. Su. Cái tên này vừa đánh em hả? Dì theo. Đi lên. Kìa. Dì. Su ơi, bên đây. Bên kia kìa. Nó kìa. Dì lên. Ủa cả nhà, rõ ràng là mình mới thấy cái tên nó chạy lên trên đây. Mày nó trốn đâu mất rồi. Su không? Mình thấy rõ ràng là nó kéo một cái vali màu đỏ. Một cái vali của mình đã chạy vô đây. Su không? Su, lại nó đi. Bỏ như này. Su ơi, bỏ lại nó đi. Su, anh hỏi đi. Hồi nãy cái tên nó làm gì? Nói anh nghe coi. Gì? Nó vô nó lấy vali cả nhà. Nhưng mà sao Su không lấy lại? Cả nhà, Su nói với mình á là Su nhỏ quá, Su đánh không lại tên đó. Tên nó đánh vô mặt Su một cái luôn cả nhà. Chú kem mày rõ ràng á. Đi vô đây. Bao. Mày rõ ràng á cả nhà. Cái tên nó mới chạy ra thôi. Mình vừa mất dấu ngay chỗ cái khúc cua bên kia. Mà mình nhìn tên nó là mặt cái màu đỏ, rất là cái giống những cái gì mà Su miêu tả với mình đó. Không hề thấy luôn nè đó. Su đang cố gắng đi tìm nè. Ở đâu Su? Nó chạy đâu rồi ta? Ê, cái nhà ơi, Su quá. Mình về tới đây rồi mà lại xuất hiện một cái tên lấy cái vali của mình mà mái màu đỏ mà không biết tên nó tên nào cả. Đây cả nhà, đó đây là tất cả những cái bạn của Su với Bông đó. Bây giờ Su với Bông đang gọi bạn tới để có thể chia ra đi tìm trong cái công viên này để xem thử là bạn đó bị trốn ở đâu cả nhà. Đó, mấy em đó bắt đầu đi tìm đó. Tiêu rồi cả nhà ơi, mình cùng với Su Bông mình tiêu rồi cả nhà ơi, mình cùng với em Bông á là đi lên tới Đà Lạt để tìm em Su về đó, mà vừa mới về đặt chân tới Gia Lai thôi.
thì lại gặp tiếp tục một cái tên mặc áo màu đỏ rất là giống với những gì mà em Su mô tả đó. Nhưng mà thật sự là mình không biết là tên đó tên nào, khi mình dí thì mình không thấy, không nhận ra. Và tên này tới lấy luôn cái vali đi rồi cả nhà đó, bây giờ là về không còn một cái gì luôn. Và trong vali đó nó có rất là nhiều đồ giá trị của Su đó, đó còn mỗi đôi dép thôi đó. Mà dí theo tên đó, công nhận tên đó chạy nhanh quá cả nhà, chạy theo không kịp Su với Bông á, dí theo quá trời luôn mà mệt coi ly lưỡi luôn này cả nhà. Mà chị không lâu tới vậy ta, không còn gì luôn á. Chuyện gì vậy? Anh vừa mới gặp một sự cố. Ủa? Anh đứng đây anh đợi Hiền. Trong tâm mà cái tên này nó xuất hiện, nó tên nó lấy mất cái vali, nó kéo nó bỏ chạy rồi. Ai lấy vali của hai? Anh không biết nữa, nhưng mà cái tên lạ mặt lắm. Nó tên nó kéo xong rồi anh dí theo nó mà nó không kịp luôn, nó cùng tới với mày em Su luôn. Trời ơi, sao Su có bị sao không? Su bị sưng mỏ luôn rồi nha. Rồi Bông bị sao không? Không, Bông bị sao, Bông thấy sợ mới Bông nói anh dí theo nó mà không kịp. Nhưng mà trong cái vali đó của hai cơ đồ gì giá trị không? Nó có rất là nhiều trang phục của em Su với em Bông luôn, tại vì mình mang theo để lên Đà Lạt tìm Su mà cả nhà. Trời ơi, vậy là mất hết đồ của em Su Bông luôn rồi á. Đúng rồi. Mà cái tên nó mặc đồ gì hay có thấy rõ không? Không, anh chỉ thấy nó mặc một cái bộ đồ dài lắm, quần dài áo dài, còn đội mũ bảo hiểm nữa. Đó. Chết rồi, vậy bây giờ làm sao đây hai? Cái tên nó manh động quá vậy. Bây giờ anh cũng không biết nữa, nhưng mà thôi, đi mình đi từ Đà Lạt về đây cũng mệt lắm rồi cả nhà, mà gặp tên này dí thì nãy giờ cũng mệt rồi. Thôi bây giờ tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi, rồi có gì mình lên mình trình báo mấy chú công an. Đúng rồi, biết. Đúng rồi ạ. Đúng rồi, em phải lên trình báo mấy chú công an. Rồi bây giờ về nhà trước đại hai. Đúng rồi, về mình coi thử là cái tên nó quýnh Su có theo nha cả nhà. Chứ giờ Su này cả nhà không le lưỡi, nãy giờ Su không gặp lại luật luôn. Thôi đi. Hôm nay ta đặc biệt là lái xe ô tô tới đây để cho ta chở thằng đệ của tao. Tại vì mấy bữa nay tao nghe nó nói là làm công việc rất là tốt. Nó đã chia rẽ được gia đình thằng Su xí xộn, để con Su đi lên Đà Lạt rồi. Bây giờ ta lái xe đến đây, ta khen thưởng nó, ta chở nó đi chơi du lịch một chuyến. Mà nãy giờ chờ nó không ăn đâu hết. Lần này đến phải phạt nó mới được. À, thằng đệ của ta tới rồi. Để áo đỏ. Nãy theo cái gì đó, ta chở nó đi du lịch có một ngày thôi. Ta vừa mới nghĩ ra một kế hoạch. Nếu kế hoạch A không thành công thì
ta sẽ sử dụng kế hoạch B, sử dụng những bộ đồ này để chia rẽ tình sushi sọn. À, cái kế hoạch này sử dụng những bộ đồ này để làm cho cái con su và con bông trở thành những đứa học dốt nhất cái thành phố bởi cái cô này. Rồi sẽ không có đứa nào hâm mộ hai con đó nữa. Nó sẽ mất hết fan, nó chỉ chịu anh hâm mộ ta. Đại ca mũ đi, đại ca mặt này đi. Được rồi, tốt lắm. Bây giờ nay mày về thôi. Đó thì ok, thì liệu rằng trong cái túi đen mà tên đại ca đưa cho cái bà mã áo đỏ này chứa cái điều gì, và bọn chúng sẽ sử dụng cái kế hoạch gì để làm cho em Su học dốt theo những lời bọn chúng nói, thì mời cả nhà đón xem ở tập tiếp theo nha.